Công an thành phố Vinh vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã toàn quốc sau hơn 20 năm lần trốn vào các tỉnh phía Nam. Cụ thể vào tháng 8 năm 2003, cơ quan công an phát hiện Lữ Thị Hương, sinh năm 1980, trú tại xã Châu Kim, huyện Quế Phòng, tham gia vào một đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ huyện biên giới Quế Phòng về thành phố Vinh, sau đó đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng, nhưng lợi dụng sơ hở, Hương đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Sau khi bỏ trốn, đối tượng liên tục thay đổi địa điểm sinh sống, cắt đứt liên lạc với người thân làm giả giấy tờ để thay đổi các thông tin về nhân thân, khiến việc truy bắt rất khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20 tháng 10 năm 2023, Công an thành phố Vinh chủ trì phối hợp lực lượng công an sở tại bắt giữ thành công Lữ Thị Hương sau hơn 20 năm lần trốn.